Chính phủ Hoa Kỳ là muốn ngăn chặn ngay từ lúc đầu. Thì thay vì như vậy thì ở Việt Nam thì người ta chưa có chặt chẽ như vậy mà người ta chậm lại. Ví dụ như mình nói ví dụ là hai cái case đầu tiên ở Việt Nam, theo mình biết thì là hai người đó là công dân Trung Quốc và bị chuẩn bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy và đã được cách ly ở đó. Nhưng ngoài ra còn người ta vẫn còn tiếp tục đi qua lại một cách rất là dễ dàng. Dạ. Nhưng mà cái điều may mắn là ở Việt Nam bây giờ cũng chưa có nhiều lắm, nghĩa là cỡ chừng 11 cái case nếu như mình vẫn còn theo theo dõi nó đúng như vậy. Ở Mỹ cũng vậy, cũng chừng đúng là 11 cái case ở Mỹ, và những người ở Mỹ toàn là bị cách ly hết và người ta đã điều tra rõ ràng, nghĩa là cái cách này người ta làm việc đó. Mình không thể nói về bộ máy y tế ở Việt Nam tại vì mình không biết, nhưng mà bộ máy y tế công cộng ở Mỹ đó, nếu như một người ở Trung Quốc hoặc là bất cứ chỗ khác mà vào Mỹ mà bị bệnh cúm Vũ Hán đó thì người đó sẽ bị cách ly và sau đó người ta sẽ cho người tới nhà nói chuyện, tìm hiểu là người này đi đâu. Có ai gặp tới ai ở quanh ai, xong những người đó cũng bị phỏng vấn nữa, rồi sẽ tiếp tục người ta sẽ cách ly những người mà bệnh đó, rồi theo dõi bệnh tình như thế nào và có sốt hay không sốt, rồi nếu như mà chuẩn bị phát bệnh thì người ta cho nhập viện liền hoặc là tiếp tục điều tra ở nhà. Cho nên ví dụ như mình tuần trước có một case ở San Diego, chị có nhớ? Thì người ta tìm investigate thì cuối cùng là không phải, cho nên người ta không có gì. Thì ở Mỹ đây đó thì cái bệnh Vũ Hán, cúm Vũ Hán nó chưa tới cái tình trạng trầm trọng, chưa tới cái tình trạng là mình phải lo sợ, tại vì những người bây giờ bệnh đó người ta đã bị cách ly và bắt đầu người ta rất là người ta focus, người ta rất là quan tâm đến cái chuyện như vậy, cho nên công dân Mỹ ở California hoặc là ở trên nước Mỹ thì chưa có tới nỗi phải lo sợ. Thưa bác sĩ, những người mà đã nhiễm bệnh xong rồi đã được chữa trị xong thì những người đó thì không còn cái khả năng lây lan nữa và họ trở thành một người sức khỏe bình thường, phải không bác sĩ? Dạ vâng, dạ đúng. Mà theo như những cái thông tin mình biết được trong tạp chí y khoa thì người ta khỏi bệnh cho về thì bình thường trở lại, không có chuyện gì phải trở ngại hết. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta cũng biết rằng cái đại dịch cúm Corona này nó cũng mang đến những cái hệ lụy gây đến cho cuộc sống xáo trộn, nhất là cho người dân trong nước của chúng ta, trong đó có người thân của chúng ta, phải không quý vị? Chúng ta thấy những ngày qua người dân Việt Nam rất là hoảng loạn, rất là lo sợ và dẫn đến những cái việc mà họ phải tìm mua những cái khẩu trang hoặc là những cái nước sát trùng rất là khan hiếm hiện nay, tại vì người mua quá nhiều và đẩy cái giá thành lên rất là cao, không những là ở Việt Nam mà tại Hoa Kỳ của chúng ta cũng vậy luôn, tuy rằng không bằng ở Việt Nam. Thì bác sĩ cho một cái lời khuyên nào đối với người Việt Nam của chúng ta ngay tại Việt Nam cũng như là người Việt Nam của chúng ta ngay tại Hoa Kỳ với dịch bệnh này, thưa bác sĩ? Thì mình nên nói chuyện về những người ở Hoa Kỳ trước, tại vì cái đó dễ dàng trả lời hơn. Nếu như chúng ta ở Hoa Kỳ, ở Hoa Kỳ, nếu khán thính giả nếu như mà lo sợ về bệnh Vũ Hán này thì mình khuyên là nên tìm hiểu tài liệu chính thức và đọc cho nó kỹ càng để mình mới dễ dàng quan. Nếu như mình không biết cái gì đó thì có lẽ mình lo sợ nhiều hơn. Cái nguồn tin dễ đọc nhất mà đáng tin cậy nhất là nguồn tin của CDC, là Center of Disease Control, ở trong cái website nó rõ ràng. Thì hai tuần rồi ngày nào mình cũng tiếp tục đọc để coi thử người ta có cập nhật những cái gì mới không.
thì trong cái website đó đó, cái của cơ quan CDC đó, người ta khuyên như thế này. Thứ nhất là nên cách ly những người bị bệnh, nghĩa là nếu như có ai có bị sốt, có ho, có sổ mũi thì mình nên đừng nên tới gần, nhất là cho nếu, dù là sốt gì phải không bác sĩ? Bất cứ sốt gì mình chưa biết trước được. Thứ nhì là mà cái này là quan trọng, là nhất là những người, đối với những người vừa đi từ Trung Quốc về Hoa Kỳ, còn nếu như không có liên lạc, không có dính dáng tới Trung Quốc thì chưa không chắc là không hả? có sao hết. Cái thứ nhì nữa là mình nên, nhất là cách ly, thứ nhì là rửa tay. Cái chuyện này rất là quan trọng. Rửa tay thì mình nên xài nước nóng và xà phòng. Nếu như xà phòng antibacterial thì càng tốt, nhưng mà xà phòng người ta cũng không có nói là loại phải xài loại nào cả. Khi mình rửa tay, cái quan trọng là mình phải rửa cho kỹ. Đúng. Và phải lâu một chút, nghĩa là ít nhất là 20 giây. Cái thứ ba nữa là nên tránh đụng vào mặt, mũi, tay mình đó, đụng vào mặt, mũi, miệng. Và khi mình sốt đó mà mình có phát bệnh thì nên đi khám liền để cho người ta, bác sĩ hoặc là những cái urgent care, những cái chỗ người ta khám bệnh cho mình, chuẩn bị sớm, càng sớm càng tốt. Đặc biệt, cái này là đặc biệt, là cái CDC, cái website người ta nói là không cần phải mang khẩu trang. Hay quá. Đó là tại vì người ta nói cho khán thính giả ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ. Cái tình trạng ở Việt Nam hoặc Trung Quốc thì có thể là khác. Nhưng mà nếu như mình suy nghĩ là tại sao như vậy á, thì như thế này. Khi mà mình mang khẩu trang á, chưa chắc là mình đã mình mang khẩu trang mình sẽ ngăn ngừa được cái bệnh của người ta nhập vào phòng cho mình. Nhưng mà cái khẩu trang nó quan trọng là nếu như mình bị bệnh đó thì mình sẽ ít loan bệnh ra cho người khác. Yeah. Chị hiểu không? Yeah. Thì như thế này, tại vì cái khi mà mình mang khẩu trang, thứ nhất là cái khẩu trang mà mình mua được ở ngoài đó, nó không phải là cái khẩu trang mà nhân viên y tế xài. Nhân viên y tế trong khi mà bị dịch, người ta mang ít nhất là cái mask này, người ta gọi là N95, là N95. Và cái mask đó nó kín mũi, kín miệng và kín hai bên luôn. Khi mà mang đó, người ta phải đo cho nó đúng cái cỡ, là không có cái particle, cái giọt nước nào nhỏ hơn là vào được trong mình. Thì cái khẩu trang đó ngoài cũng có bán, nhưng mà nếu như mình mua mà mình chưa có, mình không có vừa vặn cái mặt mình thì nó cũng không có hiệu quả. Còn cái khẩu trang mà mình mua bình thường đó, cái màu thường thường thấy màu xanh hoặc màu vàng, nó gọi là surgical mask đó, thì những cái mask đó nó không có ngăn ngừa được những con vi khuẩn. Là tại vì như thế nào, khi mình mang đó, nó vẫn còn ở hai bên, đúng không? Nhưng mà nó ngăn được cái tình trạng loan dịch, là tại vì khi mà người bị bệnh đó, người ta ho chẳng hạn, thì ho vào trong cái khẩu trang đó thì nó không có loan ra phía ngoài, trong người xung quanh người ta không có ít lây bệnh. Cái quan trọng mình nên nhắc lại là cái rửa tay, là tại vì như thế nào, cái con vi khuẩn này, cái con siêu vi khuẩn hoặc là con virus này, nó cũng giống như mấy con khác, là nó loan ra bằng đường hô hấp, là mình thở ra hoặc mình ho ra, hoặc là mình sổ mũi thì nó loan ra trên không khí. Nhưng mà khi như vậy rồi đó thì nó sẽ rớt xuống, sẽ nó nằm trên những cái bàn hoặc cái tay. Người ta đã tìm được con virus trong cái door knob, cái đóng cửa chẳng hạn. Thì những cái đó nó nhiều hơn là khi mà mình ho, khi người ta ho. Wow. Tại vì như thế nào, nếu như mà em mà đi, ví dụ như đi phi trường chẳng hạn, airport chẳng hạn, em đi xuống đi hành lang như vậy, em phía trước em thấy người ta ho thì em sẽ quay lại em đi chỗ khác, không có tới chỗ đó, đúng không? Nhưng mà cái mà mình không biết được đó, là khi mình ngồi xuống cái chỗ mình ngồi đó, là người nào đã ngồi trước mình đó chắc 5-10 phút, người ta có thể bị bệnh, người ta ngồi đó, người ta ho, người ta làm ra đủ thứ hết. Thì khi mình tới, mình ngồi, mình đụng vào
mình đụng vào mặt mình thì lúc đó là những con virus nó nhập vào trong người mình. Cho nên thì người ta khuyên là nên rửa tay. Nhất là trước khi ăn phải không bác sĩ? Nhất là trước khi ăn, sau khi mình xài vệ sinh. Nếu như mình có động vật, thú vật trong nhà, mình chơi với nó, đụng nó, rửa tay. Khi mình thấy tay mình dơ, mình rửa liền. Rửa tay. Lúc nào người ta cũng nhắc như vậy. Là tại vì cái chuyện như vậy là không phải là lúc nào mình cũng bị bệnh, là mình lây bệnh là tại vì người ta ho trước mặt mình, hoặc là người ta làm cho những cái giọt nước nó bay trên không khí. Nhưng mà cái giọt nước nó sẽ đậu xuống ở những cái bàn ghế hoặc là cái chỗ mình ngồi đó. Cái mà nhưng mà những cái tin tức này có thể là càng ngày nó sẽ thay đổi vậy? Và có thể là sẽ CDC nó sẽ cập nhật lại. Nhưng cái mình thấy cũng hơi lo ngại một chút xíu, nhưng mà mình thấy chưa, CDC chưa nói gì hết á, là những cái case, ví dụ như case ở người ta vừa mô tả xong ở Washington chẳng hạn, là khi anh đó bị bệnh đó thì người ta tìm được có con virus ở trên mũi, miệng và ngay ở trong phân nữa. Wow. Yeah. Cho nên cái người ta có nói chút xíu nhưng mà chưa có đề cập nhất nữa là nên tránh xài những cái phòng vệ sinh công cộng. Tại vì dĩ nhiên mình không biết là ai đã xài cái phòng vệ sinh đó trước mình. Nếu như người ta ngồi xuống rồi tiểu tiện đó, rồi mình ngồi mình đụng đó, hoặc là khi người ta dội cầu đó nó văng ra ngoài. Cho nên cái đó thì CDC chưa có nói gì tới hết, nhưng mà mình nghĩ là có thể là mình nên để ý cái chuyện đó. Dạ. Nếu như mình không cần phải đi dùng nhà vệ sinh công cộng thì mình nên hạn chế. Dạ. Hạn chế lại. Dạ. Dạ. Vâng, cảm ơn bác sĩ Bảo rất là nhiều với những thông tin rất là quan trọng và rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta, nhất là chúng ta đang đối diện với đại dịch cúm corona đang đe dọa toàn cầu, đặc biệt là các nước Đông Nam Á, trong đó có nước Việt Nam của chúng ta. Và nói tóm lại, bác sĩ Bảo khuyên chúng ta là khi mà theo dõi những tin tức thì hy vào những cái nguồn tin đáng tin cậy hiện nay là CDC. Tại vì chúng ta thấy là hiện nay đó bác sĩ có rất là nhiều những thông tin ở ngoài kia. Cho nên nếu mà chúng ta không có theo dõi những cái tin mà chính thống, cái tin chính thức thì sẽ làm cho chúng ta lo sợ. Và cái sự hoảng sợ cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, đúng không bác sĩ? Thì nãy giờ mình nói toàn chuyện buồn. Đúng và rồi. Nói chuyện thì có một vài tia hy vọng trong cái nguồn tin như vậy. Thứ nhất là cái case mà người ta vừa mới mô tả, cái anh mà ở Trung Quốc mà bị bệnh ở Washington State, thì khi anh bị bệnh, nhập bệnh đó thì người ta có xài một cái thuốc, gọi là Tenofovir. Cái này là thuốc mới, chưa có được phổ thông và chưa có qua khỏi những cái chặng đường nghiên cứu, nhưng mà promising, có nghĩa là có thể là trong một ngày sớm đây thì người ta sẽ tìm được thuốc để chữa cho bệnh cúm phụ hán chẳng hạn. Dạ, vâng. Một vài cái tin tức khác chưa chắc là hoàn toàn là chính thức, là ở Thái Lan chẳng hạn, người ta đã có xài được thuốc chữa cho bệnh HIV và những cái thuốc chữa cho con virus khác, trong như là hepatitis B chẳng hạn, thì đã có chữa được một hai người đó khỏi bệnh. Đó là tia hy vọng thứ nhất. Tia hy vọng thứ nhì là ông Anthony Fauci là chief của cơ quan y tế của Mỹ này, người ta đã nói rồi là cách đây 3 tháng, chừng 3 tháng nữa thì sẽ có cái vaccine cho cái loại cúm này. Thì khi mà cái vaccine mà nó ra đời đó thì cũng giống như những cái thuốc hoặc cái vaccine khác, nó phải cho qua 3 giai đoạn, phase 1, 2 và 3. Thì trong vòng 3 tháng sẽ có bắt đầu phase 1 là phase đầu tiên, và trong một năm nữa thì sẽ có vaccine
cho chống cái bệnh coronavirus của Vũ Hán. À, vâng, thưa quý vị, hồi nãy bác sĩ Bảo có nói là nếu mà chúng ta thấy ai trong cái giai đoạn này mà đang cảm cúm thì chúng ta nên hạn chế đến gần hoặc là gặp gỡ người đó. Tuy nhiên, chính cá nhân chúng ta nếu mà chúng ta đang bị ho, đang bị cảm cúm thì nếu không phải đi thì chúng ta cũng nên ở nhà để bảo vệ sức khỏe cho chúng ta cũng như là bảo vệ sức khỏe cho những người chung quanh, cho cộng đồng. Nếu ai cũng ý thức được điều đó thì cái nỗi lo sợ với dịch cúm corona này sẽ không có đáng sợ, đáng nguy hiểm như là chúng ta thấy ngày hôm nay, phải không bác sĩ? Và em thêm một câu nữa là bây giờ là tháng 2 là đúng là mùa cúm. Đúng. Thì bây giờ mình nói chuyện về coronavirus tại vì mọi người rất lo sợ về con coronavirus tại vì con coronavirus mình chưa có hiểu biết được. Nhưng mà cái con vi khuẩn khác, con virus khác mà mình nên để ý hơn là influenza. Đó, influenza. Rồi. Thì so sánh với hai con, mỗi năm ở Hoa Kỳ cỡ chừng 35 triệu người bị influenza, 35 triệu người. Thì mỗi năm thường thường cỡ chừng 35.000 người chết. Wow. Chết là tử vong tại vì con influenza. Nếu như mình so con influenza đó với lại con corona thì ngay bây giờ, ngay tháng 2 giữa mùa dịch của Trung Quốc thì ở Hoa Kỳ chỉ có 11 người bị coronavirus. Cho nên các hoàn toàn khác biệt, thì thấy rõ không? Nhưng mà cái mình nêu ra nữa là con coronavirus mình chưa có cách để mình ngăn chừa được, nghĩa là chưa có vaccine. Trong khi con influenza thì năm nào mình cũng có vaccine. Cho nên mình muốn khuyên khán thính giả thì mình lo sợ về sức khỏe mình thì con corona nó chưa có tới đến nỗi mình phải lo với nó. Nhưng mà con influenza này mình nên đi chích ngừa. Chích ngừa con influenza là thứ nhất. Tức là cái cúm bình thường hàng năm á quý vị. Dạ. Okay. Đúng rồi. Còn influenza chích ngừa là hàng năm nó mình ra mỗi năm cỡ chừng tháng 9 tháng 10 là bắt đầu ra chích ngừa của influenza. Và mình nên khuyên nữa là những người lớn tuổi hoặc là những người bệnh mãn tính về phổi tim thì nên chích ngừa viêm phổi nữa, nghĩa là pneumococcal vaccine nữa. Tại vì sao? Tại vì khi mình bị cúm, một là corona hay influenza mình bị cúm, con nào cũng vậy, thì khi kháng thể của mình nó thấp xuống thì khi đó là mình dễ bị nhiễm trùng cái viêm phổi về của vi trùng nữa, như pneumococcus or staph aureus. Cho nên nếu như mà mình chích ngừa trước rồi đó thì khi mình bệnh mình sẽ bệnh sẽ nhẹ hơn. Cho nên mặc dù mình chưa có vaccine cho coronavirus nhưng mà nếu như mình bệnh mãn tính thì nên đi chích ngừa viêm phổi. À, vâng, thưa quý vị, nói tóm lại là chúng ta đang ở vào mùa cúm, cho nên quý vị nào mà chưa có chích ngừa cúm, nhất là cha mẹ của chúng ta, thì quý vị hãy đến gặp bác sĩ gia đình để mà chích ngừa cúm. Dạ, vâng. Những cúm thông thường hàng năm ngay từ bây giờ. Dạ. Dạ, không cần phải bác sĩ gia đình nữa chị. Dạ. ngay ở Hoa Kỳ thì mình ra pharmacy, CVS, Savon, bất cứ những cái pharmacy nào người ta cũng đã chích ngừa cho mình được. Dạ vâng, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Có rất là nhiều chi tiết rất là thú vị và rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta, đặc biệt là về dịch cúm Vũ Hán ngày nay cũng như là những cúm bình thường hàng năm tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thời gian không cho phép, cho nên chúng tôi xin được dừng chương trình Sức khỏe và đời sống ngày hôm nay. Bác sĩ Bảo sẽ trở lại chúng ta trong những ngày tháng tới để mà cập nhật về cái dịch cúm Vũ Hán sắp tới, hay bác sĩ? Dạ vâng, bất cứ lúc nào chị thấy cần phải cập nhật thì mình sẽ tới. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và xin quý vị hãy truyền tải cái video này đến cho tất cả bạn bè, đặc biệt là thân nhân của chúng ta tại Việt Nam để chúng ta có nhiều thông tin hơn để giúp cho sức khỏe của chúng ta và giúp cho chúng ta có cuộc sống vui, sống khỏe. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Cảm ơn bác sĩ Bảo rất là nhiều. Và xin thân ái chào tạm biệt. Chào quý vị.